nó. Đánh nhiều người đời mà. Mọc quả đậu rồi. Anh Thiều có chạp nước hả? Anh Thiều chạp nước. Chút cá đang con đây. Khi này trẻ con như trả rồi, lột nhanh dài. Như con khác chân bóng má ơi. Con bà ơi. Con trá bà. Con trá trá. Cái mồi mồi mắc bổ đây. Con mấy con anh nghe anh thôi. Vừa vừa thôi, khổ đường. Hả anh Thùy? Hả anh Thùy đánh con bao? Hả? Đánh con bao? Con tè. Con tè không? Mang mày đám không? 5 cắm nha. Ok. Rồi. Ok nha. Anh con tè nha. Em con Khánh nha. Ta anh phải trăm con trà thôi. Con trà bì đấu. Thôi ra được rồi. Chết. Lâu ngày anh Thủy Phú Sơn lên nó kiểm đôi đau người anh tướng ạ. Trời ơi. Trần gầm thật cũng ạ. Tiền ơi, đá đâm tiền ơi. Chạy đi, chạy đi. Chết luôn. Thật vậy, chạy rỡm luôn. Và cầm hơi chứ mà. Thôi chú luôn. Và quả ăn quả. Đòn chình. Dài đi con trẻ bớt chay đó. Ráng hả cô? Con nào thầm lắm. Quả đó đó. Mổ dịnh luôn. Mổ quả đó đó. Thôi. Mổ đây. Luôn. Tập hơ. Mày. Chứ con nhà đánh căng thật. Con nhà có đánh Thủy không? Mấy cái gạp tổng 5 năm thôi chứ còn nhà anh hàm lắm. Nói chung đến 50-50. Đứng hàm, đứng hàm đòn lắm. Đã rửa thì được ạ. Nói chung có thua cái sức đất đòn thì hơn. Mình chả đúng đảo đấy, anh chả được ạ. Lên ra đây anh Thùy ơi.
Rồi. Anh chạy vòng mình ngay đi theo với liền cũng ạ. Đi anh đứng đây đừng lùng vòng vòng á. Trời ơi. Hai con hai hay. Lùi ra mà đạp em ơi. Dầm đến người luôn á. Nhà chơi chạy dùng lối này mà quay nhà chơi. Hết mẹ nơi. Ừ tí động chờ trạm chết. Hết mẹ nữa. Hướng ơi. Đưa nữa. Quay video này. Nhìn đâu chứ quay video mà khăn ơi. Mọc thân tuy rồi không lối mới đập lối đập rồi nè. Con ấy này chẳng có con bình mà để chụp tạm mà ngón rồi. Thật kiểu đàn kiểu ní chú này chạy lâu mày đời đây. Đời. Thế nên quá và trung mắt qua đó đó. Vâng. Sơn côn đây. Mà nó dợi mị thì nó kéo lên, nó nắm tên nữa. Sơn côn rồi. Sơn côn thì mới dợi mị thì nó kéo lên vô này. Nó nắm tên mị này. Tên mị thì nó có thân. Tên mị thì nó kéo lên. Dợi mị này. Thành nên là cung trá nhá. Anh ngồi vô, anh ngồi vô, anh chỉ dưỡng đi, em quậy đi dạo đây. Ngoài tươi nó mới dướng anh chạy đó. Sơn cu nó không mọc được nữa. Mà lại cho anh nhá. Con lưỡi đập đó chứ. Ôi, tụt cú rồi. Kẹo ra mà lại cho anh nhá. Tụt cú, tụt cú đây. Hai con trẻ nữa. Anh trần đó đấy, đi chè đấy. Không mà được mà. Chịu đậm anh sói rồi. Chúng ta bảo một lần rồi nhá. Nói chung là thua rất khỏe thôi. Ghi thôi. Bắt cho dứt chứ không bắt giờ đấy, tại là hãy cho. Bắt giờ đấy thôi, tùy lại con. Đưa anh bắt ghi. Này tốc độ này. Anh Thủy ơi, anh Thủy nhiều anh Trương sao có chạy nữa. Một lực gì? Cầm không? Con tu trẻ lão hơn. Ê, nhưng mà được cái cậy thanh tâm thực tây được. Đi, đi đó. Không đến dàn này. Không đến dàn. Đột cổ rồi. Dài đi không anh bịch dài đó. Mạnh mạnh đi hay dây chè lắm. Trời.
Sạch thôi. Kéo trừ trừ nhá. Kéo nó mới chặt vừa sâu mới tay. Ừ, chặt vừa sâu nhá. Chặt tay mới tầm dao nó mới tầm. Đau đây. Còn nó mỏ trẻ nhiều dài không? Đau đây. Con trẻ đỡ đây. Con trẻ đỡ đây, con trẻ đỡ đây. Khoảng đây. Con trẻ đỡ rồi. Dấu hiệu cho mình đất đây, đất sớt đây. Cặp nếu mà chạy không chạy lắm à. Đừng tay châu. Ta con mua áo rồi. Ta đi con da. Con mọc à. Đâu mày đâu đâu bị nhiệt độ cái vốn phạt thì cái ngọc cả bé nghèo siêu kinh điển nha anh em, cứ chia đường mẹ chúng chơi xé mình chẳng chịu lắm. Loại là mấy trận cao cáo chó chạy thì mổ đấy đó. Kéo nhá. Ừ. Hả? Đúng rồi. Không được bỏ cuộc. Không được bán. Không được chạy. Chỉ đi thôi không được chạy. Đập rờ đó nè. Tan lớn rồi. Tan lớn rồi. Chưa. Chạy nó đón đến chạy nó rồi. Chạy nó rồi mà nó mà chạy được. Chạy nó vô đi đi. Không chạy là chết. Bạn đây, bạn đây. Vợ trước đường nè, vợ trước đó nè. Chẳng gồm thật cũng ạ ơi. Trời con anh Vinh đây. Anh coi anh Vinh, trời con đến đây. Năm nghỉ. Năm nghỉ đây, cứu đây, cầm và đây. Mà rửa mới chạy được. Cặp nếu về 10 phút nữa mới chạy. Mười phút nữa mới chạy. Kẹo gầm thật thôi. Thu giãn chiều nữa, ngon lắm. Mọc đứng ở trên, chứ thua được. Hai con đập, con trá đập đâu hơn? Con rẹn lũ ra đập không? Sơn ngạnh nóng nào được? Sơn ngạnh không bắt được. Ừ. Sơn mới dai bắt được. Sơn dai đập mà mấy con lời. Ừ, bên đây rừng đi. Dưới bên nước cái ăn ở bên thế này. Bẻ và bẻ dựng luôn. Dưới bắt đầu nước rốn thế này, con mới lời là nhọc cái này. Ừ. Sơn ngạnh bé hết nào được. Đập một thục chứ. Ơi, có kẻ đập phần áo không? Chạy rồi. Chạy rồi, chạy rồi. Con
Thố sức khỏe thôi. Thố sức khỏe, thố sức khỏe thôi. Không tán sợi cho mắt này. Đá cho thà ra. Đá cho thà ra. Đá cho thà ra. Nút áo, nút áo thôi. Mốt mè nữa. Mốt. Mốt đó. Cười đây, cười đây. Hả? Cười rồi. Có mặt tiêu. Nhiều cô hồng. Đá con xe đây. Bởi con nhỏ mới sớm thôi, bởi cô sớm thôi. Còn nhỏ thì cổ trưng là đi ve lúc luôn. Lóc, lóc, lóc. Có trẻ hơn chứ cháu đó. Quả đi ấm đòn luôn. Còn trẻ nó đứng hãm ở đấy đấy. Cơ trời ơi. Con trẻ đứng hãm lắm. Con trẻ hơn chứ cháu đó. Con trẻ đập lúc lúc. Con trẻ lúc lúc. Đâu lối ra này. Lên bảo đây. Bảo lại lên tàu cứu lên cái tàu. Lên tàu cũng có chạy được không? Cười rồi, cứ đánh cười đây, bắt khấu đây. Con dời vẫn khỏe lắm. Nước béo đâu? Nước bị đi kèm thật rồi bác. Có nên đầy lão nó đỏ hơn à? Chúng mới có nên nước kèm. Con trả từ nước mạnh lên đây. Sốc tạm đi. Đẹp bằng chân đó. Khởi mưu đây. Đẹp bằng chân. Đẹp khởi mưu đây. Chúng nợ lắm. Đè nhảy. Đứng yên đi nha. Rồi, 5 người ơi. Học quả lên à. Ôi, cứ tránh thôi.